xa, nào ai đó một lần xin hứa hương bơi thơm cho lòng bối rối. Con em nhờ hương bưởi. Rồi, đây đây, con quay đây này, để hát tiếp nha. Em bé hầm sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đó một lần chín nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Con hát tiếp đấy bà. Tạm dịch là cô bé ở nhà bên. tạm dịch giờ đây là hát. Tạm dịch nào ai đó một lần muốn nói tạm dịch. Hương bưởi thơm cho lòng bối rối. tạm dịch nào tại con nhìn cả con nhìn cái cây mà kìa đấy.